Này, em với Thế Bomin bên một nào? team nhá. Nào cũng được. Đây. Ok. Bên phải à? Ừ, bên Bây phải giờ đi. đổi nào đi trước nào, địp mạng. Đâu nào chứ Mọi người đây. hiểu luật chơi chưa? Mọi người hiểu luật chơi chưa? Anh có thể nói lại được. Con mày phải lồn thật. Bây giờ nhá. Màu vàng là team mày, màu đỏ là team tao. Thấy chưa? Chúng mình sẽ gieo xúc sắc. Ví dụ chúng mình gieo được 4 là chúng mình sẽ đi 1, 2, 3, 4 là đến đây là ô màu cam. Sau đấy mình sẽ phải rút một lá bài bất kỳ. Nhưng mà đừng để mọi người biết. Sau đấy mình lật lên. Từ từ, lật lên xem này. Ứng với màu cam nó sẽ là spin là cái đéo gì đây? Sẽ biểu là đổ ấy. Không, sẽ biểu là đổ ấy. Là gì? Đổ. Đổ nước ấy. Đổ là sao? Đổ á? Ừ, hành động đổ nước á. Ui vãi luôn. Địt mà. Rồi xong mọi người sẽ phải chọn cái bút. Xong mọi người vẽ một cái cốc nước bị đổ. Ok nghe chẳng hạn. Điệt vẽ xong rồi phải đổi cả màu xanh. Mọi người chỉ có 30 giây để vẽ thôi. Anh bảy vẽ nhá. Em đoán nhá. Thật ra là phải thay phiên á, thay phiên nhau ấy. Thế ạ? Em vẽ số lắm đấy. Thì đấy, bởi vậy thay phiên nhau chứ mày vui chứ điệt mà. Đấy, thế. Mà cái này nè, từ từ. Mà đổ cốc nước thì là được đi tiếp. Dễ nhất là với lại ví dụ như là cái màu vàng á thì luôn luôn là đồ vật. Giống trộm cây cảnh vãi lộn. Nè, cái màu vàng á thì nó sẽ luôn luôn là về đầu vật. Cái màu xanh dương á là về một nơi chốn. Cái màu cam á là lúc nào cũng về một hành động. Cái thứ tư là đâu, đi bạn mày. Thì cái đó dễ chứ dễ. Nó ra nghĩa là gì thì đi bạn cứ làm thế thôi, đoán theo chúng là được. Nhưng mà thằng vẽ không được nói gì cả. Hiểu chưa? Khó. Ừ, chơi đi. Rồi ok nhá. Rồi, dục lá đi. Rồi. Em hiểu ý anh bảy lắm. Được rồi, gieo xúc sắc xem thằng nào đi trước. Năm nha. Năm. Đi. Để đối lại rồi. Sao có mỗi người đổ ấy, không tôi không đổ. Từ từ đã. Chỉ hết team mà. Team là đi trước mà đấy, team mình đi trước này. Ông đi trước đây. Bây giờ tôi đổ xúc sắc đúng không? Ông đổ xúc sắc. Sao anh lại đi trước? Năm chẳng hơn 4 thì mạnh. Đấy, 3. Đấy. Mình ngâm màu gì? Màu đỏ. 1, 2, xanh này. Đấy, màu xanh dương, rút lá bài cho đi bạn. Ông phải tự đưa lên tay nhá, để xem nó lái là gì. Xong ông có 30 giây để vẽ. Nắm kéo đi. Nắm kéo lên. Rồi, kéo lên. Rồi, coi chữ màu xanh là chữ gì. Ủa, từ từ, đi bạn, đồng hồ bùi gì đã chạy rồi. Đấy, từ từ bấm lại, chưa? Rồi. Bấm rồi, hết, bầu lại. Google đã, đi còn. Google đi, Google nhanh lên, đi. Mấy bạn phải là cũng đồng hồ. Cũng là vẽ luôn nhưng mà nó là một chồng khác nữa. Chồng khác nữa là sao? Ý là cũng là cái chồng để biết vẽ cái gì luôn. Thế mình không quan tâm đúng không? Thì mốt chơi tới cái này sau. Chơi sao một chồng thôi. Đi, mẹ từ này thì vẽ thế đéo đâu được. Đi màu xanh là gì? Màu xanh là nơi trốn á, nó là kiểu nơi trốn á. Đi mẹ thì vẽ kiểu lồn đi ta. Cái tờ khác đi mẹ. Rồi hay khác nào? bây giờ tôi nói đi bạn về cái xanh của tôi nhé, để tí tôi bốc cái khác xem có vẽ kiểu nhá. Nó là gì? Out of Africa, nghĩa là ra khỏi châu Phi. Thì anh dễ cái châu Phi, anh dễ cái châu Phi, anh dễ ở ngoài. Cô mẹ khó quá rồi. Tôi rút cái khác nha. Rút khác đi. Được rồi, ok. Được chưa? Bấm đồng hồ đi, 30 giây đi. Một phút đi, cho một phút đi. Nãy 30 giây hết chiếc dễ lắm. Anh chọn chữ màu gì vậy? Bàn chân. Cánh tay. Sai, địt vậy. Đừng sai rồi, chưa đủ không? Đôi bàn chân. Đúng rồi, địt. Sao lại thế? Lâu là gì? Ai chọn màu gì? Ai chọn màu vàng phít? Địt bạn chân. Ôi lệ thật. Sao lệ thật chứ? Cái này tiếng Việt không có nha, cho nên là đoán gần đúng được nha. Màu này đi. Cái màu con chuột. Không. Xanh thì là cái gì nhỉ? Màu xanh là Hầm. Đi có đi mẹ em khó thế. Bút cam là cái lồn gì nhỉ? Hầm à? Hầm chiến đấu à? Hay là cái gì? Bút cam là cái gì? Khó thế, sao anh chọn cái khó? Lò sưởi.
Bánh mì. Cái này, 500. Cái này. Thằng nào đang vẽ đó? Em dễ. Em đây dễ. Lo nướng, lo nướng. Cái gì mà nó bốc hơi? Không phải. Ai vẽ đéo đúng mà thì bạn đéo công nhận đâu nhá. Không, thì bạn đúng hết thời gian thì đi bạn về mình đi bà sao không? Cái này cái này nhìn đúng chưa? Bốc hơi. Khổ. Âm chiến đấu. Cái này là cái nhà tuyết. Cái nhà tuyết mà ở ngoài Bắc Cực nó hay xây ấy. Ui, tên này vẽ mẹ trong cả người. Không mà à, vậy người tuyết làm sao biết được. Thì cái nhà nè, với lại tuyết nó rơi nè. Nè, cái nhà nè, cái nhà cây vẽ lên, cái nhà là cái ít lu nè. Em vẽ bông tuyết cho anh. Ui, lại 6 này. Ờ đúng rồi, vẽ bông tuyết. Ờ, lỗi anh. Mẹ, em vẽ đi. Cây tuyết à. Được chưa? Rồi nhá. Ôi. Màu gì em? Màu cam à? Màu cam là hành động. Cánh tay. Không phải. Tôi đã. Nhiều chân à? Ủa cái gì vậy? Chân không ta? Sờ eo. Vỗ mông. Sờ mông. Không phải vỗ mông. Vỗ mông. Gãy mông. Gãy mông. Mốc đất. Ủa cái gì? Đúng. Cái nào? Cái từ này nó là ngứa mà thì gãy mông là đúng rồi. Là bị ngứa hả? Ờ, nó bị ngứa. Bị ngứa thì phải là bị ngứa. Thì quay sẽ ăn cái này phải đúng đúng. Đọc được ra từ này mày hiểu không? Không dám. Gãy đâu tính đâu. Ơ gãy là ngứa các. Ơ thì gãy chịu. Sao cái từ này thì phải đéo biết vẽ cái lồn gì. Bên nào thắng này? Thì anh lúc mà gãy ngứa anh kêu gần đúng cũng được. Ê, cái này tôi vẽ ông phải đuổi bắt chữ nhá. Chứ cái này ông đi vẽ ông tốt mẹ. Dạ dạ dạ. Vẽ cho từ để đặt vẽ rồi vẽ rồi vẽ rồi. Ok đây này. Vẽ đi. Hả? Tôi vẽ kỹ càng ấy. Ôi như Thúy đang vẽ hộ anh ạ. Mày bị điên à? Mở dịch. Mở, mở. Từ từ chưa xong chắc phải có hai từ đi vậy. Màu gì ấy? Màu xanh cái biển đúng không anh? Xanh dương, xanh dương. Cái gì đấy? Cái lồn gì đấy? Nó là cái gì vậy? Coi à, đóng kết. Không, không. Mỏ. Suy nghĩ đi. Mỏ, mỏ đá dưới hẳn. Đây là... Anh muốn xem là cái... Mỏ đá. Mỏ, đá. Đá. Cò, mỏ, cò. Mỏ, mỏ đá. Mỏ đá hầm. Hầm mỏ đá. Hầm kia hát là cái gì? Hát là gì? Cái gì? Anh thế mà cái này tôi vẽ rồi vu vơ hết rồi ơ là sao đây này mỏ xong than lên này mỏ than lên này đi đi mỏ rồi đi mỏ tôi cái này là gì đây gì ờ tôi dưới đây là cái gì chỉ ở đây này ờ anh nhớ là cái này không gì ờ nó tới ba chữ xong không phải vẽ màu đen. Thì tôi hiểu luôn là cái mỏ ở Quảng Ninh là mỏ đen thịt cây này hiểu không? Đọc sâu lại đi lùi này. Sâu lại sâu đi. Sọc sâu đi lùi đi. Ông sóc để đi lùi tại vì đó đoán được. Ui hồi đi mẹ mà cái này dê vãi lộn chim ơi. Ơi ơi. Bấm ra. Bấm ra đây. Ơ bấm giờ nhà thằng nào bấm à. Phải vào trong còn tham. Anh mới nói anh chào màu gì nha. Một đồ vật mà kiểu random ấy. Doraemon. Con ma. Không phải. Con bạch tuộc. Đầu lâu. Đầu lâu. Bắt nạt. Địt con đầu lâu. Đầu lâu. Cái kia là địt mẹ. Chết rồi. Đầu lâu ông chỉ cần vẽ như này thôi này. Thế là được rồi. Đây này. Vãi lên cái đầu lâu của ông. Cái ông mới là con ma. Địt mẹ. Ôi. Đầu lâu công phu mà. Ờ. Đầu lâu anh đổi cho mày đi đúng không? Đổi để mày đi đúng không? Cái gì? Thế là bên mình có được đoán không? Được. Có. Vẫn đoán như hôm nãy bình thường thôi. Bắt một cái đánh chung mà mới. Cái bùa gì? Ôi, tôi chết rồi, em tẩy đi đó. Không sao, mình nhiều thời gian mà. Có một cái chọc cát là được rồi, đi phải. Ừ. Là
là khó nhỉ, chuột nhanh quá. Cái đéo ở đây địt vậy. Thằng lồn này Nhi tự đổ lùi lắm địt. À, gọi là ủa thế vậy? Dí bùi vào chi? Chỉ chỏ, chỉ vào trái banh. No. Chỉ điểm, chỉ điểm. Không không, cái này mọi người để ý vào cái này này. Chỉ là cái gì? Cái này là cái gì? Chỉ chấm. Cái chấm. Nút button. Chấm. Ông bên này cao siêu. Chỉ. Cái nút bấm, nút bấm. Nút hành động, bấm hành động. Chỉ bấm nút. Bấm 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 đúng đúng. À. Chỉ 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 cái cục thôi cái nút. Mà nó đéo đéo vẽ cái tay xong vẽ cái nút bấm vào luôn cả. Ôi đấy, nó chuột em nhanh ấy. Bấm nút đúng không? Đúng rồi đấy. Tập trung anh bảy. Con vịt, con cò, con đà điểu, con đà điểu, con gà tây. Không đúng. Đoán tiếp đi. Con vịt quay. Cổ dịch. Covid. Cổ gà. Con đà điểu. Con công. Lông gà. Con công. Không đúng à? Cái gì nhỉ? Bú. Bồ câu. Con cò, con cò. Không. Cổ gì nghe, cổ lùng gì, cổ gì nghe. Thiên Nga, Thiên Nga. Cổ, cổ, hay là cổ gì? Cổ gà. Cổ. Con mẹ mày vô thức. Con cổ. Khủng long cổ dài. Không, mày điên rồi. Để tiếp đi, lỡ anh dễ dễ luôn. Có cái đà điểu đấy, địt mẹ đà điểu. Không. Anh dễ tiếp đi, lỡ dễ tiếp đi. Em đoán hết từ da cầm rồi. Rồi, chưa đoán hết thì đây, cái đây đây còn là gian mà. Con gì mà nó như thế này? Con văn cổ. Đúng rồi. Ôi nó con. Con ngỗng rồi đâu? Ôi từ từ cái ngỗng và cái cổ rồi. Rồi đã đi tiếp nha, thì chỉ có con ngỗng cổ là mới dài gì thế thôi. Bị phạt. Con hỏi nào thôi sao? Một nước ạ. À? Có đi mày bằng nhau à? Không, con ngỗng. Mày. Còn vàng à? Gì đây? Đôi mắt. Đôi mắt đen. Tiếng sét đại tình. Sét mắt. Sét mắt. Ánh mắt ánh mắt sắc đánh. Đi mà đây. Lông mày. Sét mày. Sét. Không phải. Sách mày. Sách mày đảo. Giờ 15 minh. Mà nói đi, dễ vãi lồn kề. Từ từ, từ từ. À, từ từ. Xe đại tình. Chấp bác, chấp bác. Dễ vãi lồn. Một giây. Một giây. Một giây của ông thì phải tôi tưởng ông viết số 15. Cứ nghĩ là Hải Phòng, là đảo ở Hải Phòng. Chớp, chớp, chớp. Thôi rồi. Mắt nó mở xong rồi nó lại đóng vào trong một giây. Và đây lại có cái chớp to đùng nữa. Đấy là cái xét chớp to rồi. Quay lại, quay lại. Quay lại một bước nữa. Rồi, để coi lại giùm đi mọi người. Dễ từ từ ơi, coi này dễ sao ta, từ từ. Con lười. À không, nó kiểu cong cong gì nè. Con hải ly. Cái lỗ gì ta. Con voi. Cái lấy. Dùng cái xóa bấm hình xoát rác đi, bấm hình xoát rác còn được.
Con gấu. Con rắn. Con bạch tuộc. Con rắn. Con lươn. Con chăn. Con chăn. Con run. Con run, con run, con run. Chưa. Để xấu. Con để xấu mày lên. Con mạng xà. Hổ mang. Con rắn hổ mang. Con bọ cạp. Con cá chê. À con rết. Không phải con rết, con rết không phải con chân nhá. Con này con lồn gì địt các mẹ. Thề thằng này vẽ xấu vãi lồn. Bình tĩnh. Sẽ dễ được, sẽ dễ được. Con cá điện. Địt mẹ con tôm à. Con cầm đúng rồi. What? What the fuck? Điệt mẹ vãi lồn. Cái này mà con tôm miền Nam nó vậy anh. Điệt mẹ. Quên mất đem mất. Quên mất đem con tôm như thế nào luôn ấy. Đi con tôm vậy đi mẹ. Sợ vãi lồn. Nhẹ cái tôm hầm đi. Chết đi kìa, chết đi kìa. Tôi à, tôi đùa à. Màu gì nhở? Màu vàng. Có bóng. Núi lửa. Máy quay. Không phải. Bánh dày. Không phải. Ít mẹ sao có bóng vãi lồn vậy. Bánh quy. Đấy. Màu vàng là cái gì anh nhở? Màu vàng là đồ vật gì mà ông hay xem hồi bé. À! Chương trình hay xem hồi bé. Ờ, dích dắt. Ờ, phiêu lưu cùng Hugo. Ấy lên nè. Ai là Triệu Phú? Không. À, dòng quay. Không không, chiến đấu chương 100. Ờ, dòng xoay, đấy, dòng quay. Tôi vẽ thêm một gợi ý này. Ừ. Chị nói kỳ diệu à? Cái con cu à? Nếu mà ai là Triệu Phú? Lại kính nhà nó à? Đúng. Ôi, cái hồn thế. Ấn lên lên. Ấn lên cái gì khoa. Ôi. Thật. Ấn lên lên. Đúng là. Vô cực, vô cực. Vô cực Ấn lên. Bình tĩnh nha. Dễ nhưng mà phải bình tĩnh nha. Tại ông vẽ đẹp quá đấy. Phải bình tĩnh nha. Hả? Màu đỏ. Mày cứ bình tĩnh nha. Màu đỏ là hình nhân, hình nó. Chưa, chết thật ạ. Cậu bé. Người trưởng thành. Bù nhi. Bình tĩnh nha, chưa. Búp bê. Chưa. Người dơm. Cái gì đấy? Người một tay. Chưa đúng. Khuyết tay. Khuyết tật. Giải tay. Chưa đúng. Đỉnh mẹ. Cái gì? Ồn thế. Ờ. Cái tay. Dễ mà. Ờ, cái tay đúng rồi. Nó dễ mà. Nhưng mà giải tay đâu đúng đâu, nó là nguyên cái tay mà. Cái tay luôn ấy. Nó là ear mà. Ear. Ừ, cái tay thôi. Ai đi lâu. Thì phải dễ gọi là tung quả mùi ấy. 6 kìa. Thôi bạn. Spider-Man. What the fuck. Trời ơi. Vãi lề là Spider-Man chứ. Ôi, phải nhầm nhờ. Batman, Spider-Man đây chứ. Căng quá. Ờ, đó tiếp đây. Liên dịch. Ôi, nhanh rồi. Ô. TV. Không. Màn hình phẳng. iPad. Thảm. Đồ ta. Cái thảm. Cái màu à. Hình vuông. Hình chữ nhật. Lá cờ Việt Nam. Lá cờ. Quốc kỳ. Quốc kỳ. Không đúng. Ôi. Cái bản thôi.
cơ. Cộng sáng. Không. Cộng sáng. Không. Quốc gia. Không. Không. Cờ đây là cờ của gì? Việt Nam. Việt Nam. Ủa, Việt Nam. Ủa, Việt Nam. Ủa, Việt Nam. Ôi, không nghĩ là, không nghĩ là có từ Việt Nam. Lời đi, lời đi. Ủa, này có từ Việt Nam luôn đấy. Bên này làm game căng quá ấy. Vãi lồn, có cả Việt Nam luôn đấy. Ui, thịt mẹ cái này dễ vãi lồn ông ơi. Thịt mẹ cái lồn đó ông trời. Con mẹ thề cái này dễ vãi lồn đấy, tôi vẽ đâu phải đọc luôn cho tôi nhá. Đi, phải vào đồ đi. Bấm vào Google anh. Yeah. Bấm em. À. Thôi, để tao gõ lại Google cái thật đi mẹ mày đúng không? đúng rồi, chuẩn mẹ thôi. Rồi, được gặp đi. Rồi nha, ok. Được. Xanh nước biển này. Nhìn nhá, chip. Ừ. Nhìn này, thấy chưa? Những cái chấm. Hai chấm. Cười. Đi. Hai chấm đâu không gạch gạch. Đây là cái emo cười dọc ấy. Đấy là cái emo cười á. Nó emo cười ấy. Trời ơi. Ông đang vẽ cong đi, ông vẽ thẳng vãi lồn. Chỉ phải tập bằng chuột chứ ông đi phải. Thật 7.000 vẫn là đọc được luôn. À cái này, chữ nhưng mà không liên quan nha. Bạc chữ cái. Bạc chữ cái. Tập đọc bằng chữ cái. Không liên quan. Cụ tay. Cụ phấn. Tin nhắn. Bảng phấn. iPad. Bút mực. Cảm ứng. Đóng dấu. Đóng dấu. Mạng sao lại đúng này? Dập hoa thế. Dập mà cái khác đi. Chữ của người mù. Không. Dập giấy. Đây cái này nè, từ từ để bình tĩnh này, cái này quan trọng nè đó. Cái gì đây? Tập viết. Ô, cảm ơn BK, cảm ơn em nhiều. Lâu. Rồi, từ mẹ chị. Một cái khác đi. Gì nhỉ? 15 giây đi bại. Dư quá. Học sinh tập viết, bé tập viết. Cái hông. Cái bụng. Tiếng bụng. Hết tham rồi, đi bạn. Chưa đến đây này hay mà. Không, hết tham rồi. Hết tham rồi. Mà đổ ngược ấy. Đâu quay ngược lại đây. Đâu nhỉ? Điêu khắc. Ui, thịt mẹ, vãi lồn. Đồ 3 đúng không? 1, 2, 3, quay lại 3 nha. Thế là giấy tá sao luôn ấy. Chíp ông ơi. Thôi hả? Cái từ mà khắc khắc ấy, mẹ khó chịu thiệt. À, cái này dễ lắm luôn đi. Vậy ơi, anh phải nhanh vào nhá. Ui, vãi lên nhá. Ai dùm mà, dùm vãi lên luôn ạ, dùm rồi mà. Này, anh... Giờ nè, reset giờ này, 1, 2, 3. Bắn cung. Gần đúng. Kéo cung. Danh từ mà. Danh từ là cây cung. Đúng. Ồ. Vãi lồn. Nhanh thế. Chưa hiểu địt mẹ nó vẽ thế kia mà nó không phải mà đoán được cái cung. Ờ, là cái cung mà. Là cái cung mà nhìn thấy biết liền mà ta. Công ra một tí đúng không? Nào, bảy kia. Thằng này nó hay vẽ lòng hoàng xong địt mẹ mày. Nó hắc địt mẹ. Chai nước. Chưa. Lộn nước hoa. Chưa. Ông trái sơ mốc. Bom mìn. Cái gì đây? Đây. Đây là trái flash mà. Gọn nến. Tắt nến. Tắt sáng.
liền nè. Bình cứu hỏa. Khó thế ta. Phải là cái gì ta? Khói lửa. Đúng không? Không, chưa. Đốt cháy. 30 giây kìa, địt bại. Mẹ, dễ mà. Đấy, cái này không nhìn không ra. Cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? Theo thời gian nó sẽ như vậy nè, theo thời gian nó sẽ kiểu... Nến chảy, chảy không. Nến. Không, cái bức đạp ở đâu? Nè, nhìn lại cái này là cái chỗ bình này. Ga, bình ga. Cái chỗ này nè, kiểu như là chỗ này là từ đây đi lên nè, đó. Bình ga. Cái này, đi lên này thì ra cái này. Cái đéo gì ta? Đấy, tiền thịt, dễ thấy cái này nữa ta. Tại vì vẽ phức tạp quá đấy. Thật phức tạp vãi lồn hết giờ. Ôi, thôi à, lấy nó mà ta. Là cái lồn đi. Kẻ bánh răng. Cái gì? Kẻ bánh răng. Cái gì cơ? Kẻ bánh răng. Kem đánh răng á. Thì lúc đầu nó về đúng không? Xong rồi bóp ra thì nó sẽ xít vô. Xong rồi lại 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 lại. Mà đè bánh răng đúng không? 3, 4, 5, chết mà nha. Ơ mà tao em không củ, củ nước em bắn ngang lên à? Màu đỏ à? Màu đỏ dưới cùng à? Ờ ok. Ấn giờ đi không? Nào, 3, 2, 1, đánh. Rồi. Củ cà rốt. Ô địt mẹ. Ừ. Để thôi, để thôi, để thôi, để thôi. Ê, đây đã, cái này, cái này. Không, không, không. Đấy anh kia đặt xuống à, cái này đây đây đây, thằng này đặt xuống rồi đây kia, ôi được nha, không khó lắm cũng không dễ lắm, mọi người bình tĩnh nha, nào giờ màu cam hay màu đỏ, màu đỏ, sao anh thích vẽ mấy cái hình này vậy, chữ nhật đấy, thì nó cái min ô tô taxi không, thằng này nó thì mẹ nó vẽ vu vơ một lúc xong rồi thì tận nó hết thời gian nó vẫn đéo vẽ được cái nó cần đúng không ạ? Đâu được không, cái này dễ mà, bình tĩnh nha, phải tập trung nha Bumin, tập trung nha Bumin, máy sinh nhật, người ngoài hành tinh, đâu đâu cái đèn. Gần đúng. Đèn ô tô. Đúng rồi. Trời ơi. Ôi. Cái tiền đấy để đâu đâu, cái chỉ vô cái nào là phải không? Nhưng mà anh vẽ cái này đâu phải cái đèn. Thì cái phía trước này mà có đây, cái này là cái đèn cái gì? Cái ô tô xấu quá. Thì đấy vậy cái ô tô đấy. Rồi, màu vàng. Màu vàng. Vàng thì rồi. Action. Bấm giờ màu này. Action. 1, 2, action. 3. Action. Không, vàng không phải action. Không, ý là dễ đi á. Cái quần. Cái quần. Đùi. Từ từ. Tôi phải chơi mẹ bùng binh bọn này. Bùng binh. Tái thỏ. Mickey, chuột chui vào quần. Cắt quần. Kéo. Không. Hay động cắt. Mày cắt bá. Đúng rồi. Ôi mày ơi. Lê. Ủa màu vàng, màu vàng. Em lên tao thắng thôi được không? Thắng rồi. Ờ, đi là được. Mai tao sẽ tiền nhá. 5 lít một ván. Cái quần cho mày cắt rồi. Cái này có phải cái quần nữa đâu, đây là cắt miếng vải. Tờ giấy. Em tiếp vậy hắc não rồi. Ác nào mà khó chịu này, khó nhở của người già ấy. Tại vì tao vẽ luôn thì bọn chúng mày toàn đoán được luôn thôi à. Hắc đạo rồi. Tại tao vẽ nha, chúng mày có hiểu không? Búa thò. Từ từ. Từ. Máy tính. À, tiệm sửa đồ. Sinh tồn. Không phải. Blacksmith hả? Gì ta? Ê. Ê, anh gọi.
gì? Cái gì bản đồ? Đéo hiểu à? Chẳng hạn tao vẽ thêm cái này chúng mày hiểu luôn này. Ờ, vậy cái này dễ với lột này. Không, chẳng hạn tao vẽ này ra thì chúng mày lại dễ quá. Đây. Ta sẽ xin cái cái gì đấy? Vẫn đéo biết là cái gì à? Địt mẹ. Flash à? Đây là cái bệnh viện địt mẹ hospital địt con này. Cái bệnh viện trong PUBG. Bập mát lên mày không nhìn thấy cái Happy Hospital nó như này à? Để anh phải xá cái giữa nhìn mới ra nè kiểu. Cái giữa nó có một cầu sang mà. Ấy đây là dễ tới đây thôi. Kiểu anh dễ tới đây nè đó, chữa đường quay. Đi. Anh chuyển bịch lại nhìn như tưởng cái búa ở trên cái gì. Ủa phải là viên Hospital. Biết sai từ Erangel. Thì ta đều nhớ đi mày. Erangel PUBG. Ôi ai đấy. Vậy chữ H đi, vậy chữ H là dễ nhất á. Tại vì cái búa liềm. Cái bệnh viện đi đường vẽ nhau, chẳng cần đi vẽ một cái dấu chữ đỏ. Anh dễ chữ H á là được. Chữ H là nó ghi của Hospital.